Cái cần. Hôm nay Như đi chợ mua được một ít mực nè, thấy cũng tươi. Bây giờ Như sẽ rửa cái mực này và mình hấp với lại gừng ăn ha cả nhà. Tại vì gừng ở nhà Như trồng nhiều lắm, Như sẽ rửa cho thiệt là sạch, xong đó rồi mình đem đi hấp. Nhà Như có mấy bụi gừng nè, giờ Như sẽ đào cái bụi gừng này ra để mình lấy cái gừng mình hấp. Đây được nhiêu đây, nhiêu đây, như đào nó bị gãy vậy nè, với lại nhiêu đây là mình làm đủ rồi, mình hấp đủ rồi. Ổng tính chồng chơi chơi thôi mà giờ cũng có ăn. Mình đào thêm một tép này nữa đi. Wow, nè. Củ bự chảng luôn nè. Đó. Nè thấy không? Thấy ham ha. Nhiêu đây nữa mình vô mình rửa sạch là mình có được một nồi một chảo mực hấp rừng. Trời ơi, quay qua thấy mấy cái hộp vịt. Con vịt nó đẻ, con vịt sim giờ như nó đẻ được 7 trứng luôn. Nhìn hết hồn luôn á. Đó giờ mới thấy lần đầu luôn. Giờ vô nhà như rửa mực để gáo nãy đó. Như bỏ vô cái nồi hấp. Gừng thì mình sắc thiệt là mình á. Cái mình bỏ vô chung luôn. Mình bỏ cái hết cái gừng đó vô rồi mình hấp chung với mực nha. Mình hấp tầm 10 phút vậy đó. Tùy theo cái số lượng mực ít, mực nhiều với lại mực bự, mực nhỏ nữa. Mực như thì nó cũng nhỏ chứ nó không bự không. Bây giờ mực cũng đã chín rồi nè, Như gấp đem ra mâm để hai mẹ con của Như cùng ăn nha. Như xin chào cả nhà. Chào cả nhà đã đến với kênh của Như Nguyễn Cà Mau. Con chào ông bà, cô chú và các bạn. Hôm nay là hai mẹ con Như ăn mực bạch tuộc đó cả nhà. Bạch tuộc hấp gừng với lại rau sống. Cái rau găm với lại ngò gí này là Như bẻ ở nhà đó. Gừng thì cũng ở nhà, hồi nãy là Như có quay đó. Nhưng mà cả nhà ăn với Như nha, ăn với hai mẹ con. Cho vào tay vô. Đây, con mực siêu to khổng lồ. Bự nhất trong vàng mực. Cơm. Cơm nhiều. Ngon quá. Mình bỏ cái này xuống dưới nha, cho dễ ăn. Mình để tươi. Cay quá. Này mở em con. Con lắm rồi. Mực á, nó dai dai, giòn giòn, mà ngọt. Cái cơm nó ăn béo. Nó giòn. Trời sức luôn.
Mẹ làm nước đập, mẹ làm nước cho mấy quả ớt rồi sao nó cay quá. 5 quả. Con chảy nước mắt luôn à. Chấm vừa dừa. Cái cơm nó ngon quá. Ừ. Cơm nó béo đúng không con? Dạ. Như nuôi vịt mà vịt đẻ như không hay luôn. Lúc nãy đi ra như gắt gừng, đi ra nhổ gừng á, nhưng mới hay là con vịt đẻ. Đẻ được mấy quả mà. Đẻ được hình như 6 hay 7 gì á. Có 6 à. Nãy mày không dám lại gần. Mày sao lại gần động á. Mày đứng ở xa mày quay. Như ra như đào gừng. Như thế trời, sao tự nhiên cái này ở đâu mà trắng tươi. Kiểu như mình bị cặn nữa. Mình thấy á, như giờ biết lâu nhưng mới thấy là hộp trứng vịt. Nhưng mới biết là vịt đẻ. Không như kêu chồng, nói anh ơi, vịt nó đẻ, hai chồng mừng quýnh nó chứ. Thôi chồng dòm qua, dòm qua dòm lại nhìn nhau mà cười. Cứ như nào giờ, nuôi lần đầu tiên á, mà đẻ vậy á. Ờ, cay quá. Chấm ít thôi con. Con chấm ít nhất có thể luôn mà nó vẫn cay. Ừ. Nó dai quá trời luôn. Cái nước chấm này là như làm kiểu muối, đường, bột ngọt với lại chanh, lá chanh nữa. Cũng là ớt nhưng không có sợ tỏi. Cái kinh khủng. Mình chấm chút éo nó vẫn cay. Nó ăn chỗ này có ở đây xì luôn. Lúc mua mình thấy nó cũng bự mà tới lúc hấp nhìn nó teo lại. Chút ế rồi.
Tôi biết nó nãy giờ cay quá không hết chay được. Cái chai này ít mà. Cái chai này có 220ml à. Ăn không sao. Con bà với mình nó béo á. Ờ, cái miếng đó hả? Hay là cái gan á. Còn cái đầu là nó phải dính một miếng cho mình. Ngon con. Con nữa không? Nữa rồi. Anh có vài con bạch tuộc mà nó chút ép. Hả? Anh có vài con bạch tuộc nó chút ép mà no quá. Giờ hai mẹ con của Như ăn cũng đã no. Như xin ngừng video tại đây nha cả nhà. Như cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và theo dõi Như trong những thời gian vừa qua. Thì cả nhà ơi, khi mà xem hết cái video này á, nhớ ấn cho Như xin một nút like, share và đăng ký kênh ủng hộ Như nha. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Con chào ông bà cô chú và các bạn.